công bố nhà tài trợ các đội tuyển bóng đá quốc gia Việt Nam. Sáng ngày 2 tháng 4, lễ ký kết giữa VFF và công ty Roto Mentholatum Việt Nam đã diễn ra. Nhà tài trợ đến từ Nhật Bản đồng hành cùng các đội tuyển quốc gia nam, đội tuyển quốc gia nữ, đội tuyển U22 trong giai đoạn từ năm 2024 đến năm 2027. Tại buổi lễ, Tổng thư ký VFF Dương Hiệp Khôi cho biết, sự hợp tác này sẽ là nguồn khích lệ, động viên rất lớn với bóng đá Việt Nam. Các đội tuyển bóng đá quốc gia tiếp tục phát huy ý chí, khát khao trên tinh thần không bao giờ từ bỏ, nỗ lực thi đấu, cống hiến hết mình để đạt được những thành công mới, đáp ứng được sự kỳ vọng của người hâm mộ. Bóng đá là môn thể thao tập thể, nên việc duy trì thành công và đạt được sự phát triển mới cần sự chung tay của tất cả mọi người. Từ đó các đội tuyển có sự chuẩn bị tốt nhất cho các giải đấu quốc tế, ông Dương Hiệp Khôi nhấn mạnh. Tham dự buổi lễ ký kết, Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 Hoàng Nhi tin tưởng đội tuyển Việt Nam sẽ vượt qua giai đoạn khó khăn để hướng về tương lai với những thành công trên đấu trường quốc tế. Hen nghĩ đối với bản thân Hen cũng như các tuyển thủ, khoảnh khắc hạnh phúc nhất của mình là lúc được đại diện cho đất nước đứng trên đấu trường quốc tế để đem lại sự tự hào và vinh quang cho dân tộc, làm hàng triệu người dân cả nước thăng hoa trong hạnh phúc. Chúc cao thủ luôn mạnh mẽ tiến về phía trước để chinh phục giấc mơ sân cỏ của mình, mang về niềm vui cho người hâm mộ nước nhà. Chúc cho bóng đá Việt Nam sẽ ngày càng phát triển. Cảm ơn các bạn vì đã luôn mang lại sự tự hào, kết nối với khán giả. Tôi là một người hâm mộ luôn đồng hành với tuyển Việt Nam. Và mỗi chiến thắng của các bạn đều mang đến tinh thần tự hào dân tộc, màu cờ sắc áo. Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 Hoàng Nhi xúc động nói. Liên quan tới cuộc tìm kiếm huấn luyện viên trưởng đội tuyển Việt Nam, VFF vẫn đang tiếp tục nhận hồ sơ từ các ứng viên nước ngoài. Nếu tìm được người phù hợp, VFF sẽ ký hợp đồng với tân thuyền trưởng tuyển Việt Nam trong tháng 6 tới nhằm chuẩn bị cho trận gặp Philippines và Iraq tại vòng loại thứ 2 World Cup 2026. Thank you.